Xin chào tất cả anh em hội thầm mộc trên toàn miền Tổ quốc. Gặp lại anh em rất là vui. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến anh em con máy cuốn của Nhật. Thì con này kích thước của nó là cuốn được gỗ ván rộng 40. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về chi tiết về con máy. Thì xin mời tất cả anh em cùng theo dõi. Thì nó là cái dòng máy nội địa Nhật. Con này là sử dụng điện 3 pha. Motor của nó là motor từ nhé. Máy thì chạy rất là êm. Dòng máy 3 dao. Con này thì kích thước của nó cuốn rộng 40, cao được 15-16 cái thước cữ của nó đây. Đấy, con này hiệu Soda của Nhật. Còn đây là cái tem mác thì toàn tiếng Nhật thì cũng chịu không đọc được. Japan. Đây là cái tem của Hiệp hội Máy gỗ Nhật Bãi. Thì ở đây nó có cái công tắc tắt mở. Tắt mở. Đây là tắt này. Mở. Đây là số nhanh chậm. Tốc độ cuốn, ví dụ đây là số 6 và số 10, tức là 6 m trên 1 phút và 10 m trên 1 phút cái tốc độ cuốn đó. Còn ở trong đây là motor con này thì rất là lớn. Đây là có một cái mạng ra, nhưng mà để mình mở nó ra cho các bạn xem. Motor bên trong của nó rất là lớn luôn. Motor rất lớn mà tem này nó nằm bên trong nên không đọc được. Đấy, motor thì rất khỏe luôn nhé, hàng máy tải nặng. Trong đây là hộp số, trong đây nó ngâm nhớt luôn ở trong luôn nhé các bạn nhé. Đấy, đây là cái để mình dòm mình thấy nhớt ở trong này để cho nó làm cái hệ thống bánh răng cho nó trơn tru cho khỏi mòn. Đây là dòng máy 3 dao, đây trục dao của nó này, dao zin, đồ đạc vẫn còn nguyên zin. Trục 3 dao, dao rất đẹp luôn. Đấy, đồ đạc thì rất là ngon. Ở đây nó đều có cái bơm nhớt hết nhé. Các bạn bơm nhớt vào cái khe này này. Đây nó có một viên bi này. Khi bạn ấn xuống thì cái viên bi này tự nó tụt xuống. Đấy, các bạn tra nhớt vào đấy. Nói chung này máy này thì nó không có gì phức tạp cả. Nó chỉ có chức năng để cuốn không à. Đấy, máy thì còn rất là đẹp. Thì đây là cái tay quay lên xuống. Thì các bạn làm thì các bạn lưu ý tra nhớt vào cái mang cá này cho nhẹ này. Ở đây nó đều có lỗ để mình bơm nhớt nhé. Xong rồi đẩy lại. Bốn cái mang cá này các bạn chịu khó tra nhớt vào thì nó rất là nhẹ thôi. Quay lên quay xuống nó rất là nhẹ. Thì bây giờ mình sẽ test máy cho bạn xem. Tại vì cái con này nó chỉ chức năng nó cuốn không. Nó không như dòng máy liên hợp ba chức năng. Còn con này nó chỉ có một chức năng là chuyên để cuốn. Dòng máy 3 dao làm thì rất là ngon. Đây mình đang để tốc độ 10 mét trên phút nha, gạt về bên kia này.
dao cuốn là rất là nhãn luôn. Máy này thì con ăn của nó là con ăn tùy khúc nhé, từng khúc một, làm rất là ngon, hàng tải nặng. Cuốn ra rất là nhãn. Video đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.